ý kiến thứ nhất là cái tiêu chí 1.3, cái phần là bảo đảm hàng năm có ít nhất 50% các chỉ số hoạt động chính được cải thiện. Và cái phần này nó liên quan tới cái mảng 1C, thì như cái nãy thầy có quả thì là ý là cái số lượng chỉ tiêu đạt được trên tổng số lượng chỉ tiêu của năm đó, trong khi ý trong này thì là cải tiến, có nghĩa là hàng năm có ít nhất 50% các chỉ tiêu, các chỉ số hoạt động chính được cải thiện và gắn với cái mảng C. Thì mong thầy cho biết thêm cái mảng C rõ hơn để các đơn vị làm gần tốt hơn. Ý thứ hai là liên quan tới phần hiện nay nhé, ở các cơ sở giáo dục như trường đại học Đồng Tháp thì có làm khảo sát, thì phần khảo sát thì gồm có khảo sát người học, rồi cũ người học, rồi sau khi tốt nghiệp 12 tháng. Thì ở đây ở đây có 3 câu hỏi khảo sát. Và thì hiện nay bây giờ là các trường á thiết kế theo 3 cái này để khảo sát đi đối với theo chung nội dung như thế này không? Tại vì hiện nay thì trong cái khảo sát thì nó cũng có những ý gần gần như vậy, nó không giống hoàn toàn. Tôi xin phép bổ sung thêm để các thầy cô hiểu rõ này. Ý đầu tiên về chiến lược ấy, thì như thầy Diên nói là các trường khi mà triển khai cái chiến lược thì sẽ phải có cái chỉ số hoạt động chính. Và cái chỉ số hoạt động chính này thì bao giờ chúng ta cũng phải tiêu chuẩn để trình cho hội đồng trường phê duyệt vào cuối năm trước hoặc đầu năm sau, đúng không ạ? Thì là kế hoạch của năm. Nếu trường nào không có triển khai ngon kế hoạch ấy, không được hội đồng trường phê duyệt ngay đầu năm thì cũng chưa phải triển khai chiến lược và chưa hoạt động đúng theo cái mô hình của chúng ta mong đợi, đúng không? Chúng ta phải có chiến lược này, và chiến lược đó được phải cụ thể hóa thành các cái chỉ số, và các cái chỉ số hoạt động chính đó phải được triển khai hàng năm thì được hội đồng trường phê duyệt, và để cuối năm chúng ta lại báo cáo. Và như vậy là chúng tôi sẽ phải sau cái cần minh chứng là cái kế hoạch hội đồng trường phê duyệt và cái kết quả báo cáo cuối năm mà được hội đồng trường phê duyệt cái kế hoạch và phê duyệt cái báo cáo cuối năm sẽ phải có cái minh chứng này. Thì đây là cái rất quan trọng. Tất nhiên là một trường đặt ra ấy, để cuối năm họ đạt được 100% các cái chỉ số thì sẽ là cũng không tốt lắm. Vì sao? Vì vậy thì đặt ra chỉ số nó không chưa đảm bảo tính thách thức. Thì nếu mà cho đặt mà dưới 50% ấy, thì rõ ràng là một ấy là cái khả năng thực hiện kém, yếu. Hai là khả năng lập cái kế hoạch yếu. Vậy thì cả hai cái đều không phù hợp. Thường là nếu làm chiến lược mà cái gọi là lý tưởng ấy là nằm trong vòng 70-80% các cái chỉ số đạt được. Tuy nhiên chúng ta phải tham nắn để đạt được đấy gọi là tốt, đúng không? Nhưng nếu mà phấn đấu hết sức mà đạt được 70-80% thì đấy là con số lý tưởng. Còn là 100% thì cũng không hẳn là tốt. Đạt 100% chứng tỏ rằng là nếu ta đưa ra kế hoạch là quá dễ, đấy, không tạo động lực, cái sự nỗ lực cố gắng cho các đơn vị, cho các giảng viên, cán bộ trong trường. Đấy, tại sao như thế? Thế còn cái ý thứ hai ấy, báo thầy cô là cái kết quả nó phụ thuộc rất nhiều vào cách hỏi. Đấy, chúng ta biết rồi, cũng cùng một ý đấy thôi, nhưng hỏi khác một chút ấy, là cái câu trả lời sẽ khác, cái tỷ lệ làm khác. Cho nên là chúng tôi đề nghị trong này ấy, quy định đưa ra đây là cái mẫu câu hỏi chúng ta giữ nguyên để các thầy phải điều chỉnh thôi. Tại vì là đánh giá cái giảng viên nó có vấn đề rất nhạy cảm, hỏi khác một tí là sinh viên trả lời khác à. Thế nên là ta hỏi nào mà chúng ta phải thống nhất cái cách hỏi. Thứ hai nữa là cái thang mà trả lời cũng có 5 bước, mà chỉ có 2 bước trên ấy là mấy là được coi là hài lòng, rất hài lòng, được coi hài lòng đi lên. Đấy, thì có lẽ bách khoa trước cũng hỏi khác, đúng không? Nếu mà chúng ta hỏi khác có khi được 90% ngay à. Nhưng nếu hỏi đúng, hỏi như thế này có khi chỉ được 60% thôi. Đấy, đúng không? Đấy. Thế mà chúng tôi đề nghị với thầy cô thế này, hỏi ấy, chúng ta hỏi cái nào được, khảo sát trên giấy hay là khảo sát trên online, tại phần lớn các trường sẽ khảo sát online, đúng không? Các thầy cô lưu trữ tất cả những số liệu đó. Ví dụ có kiểm tra thanh tra, mà nếu chúng tôi xem là bộ xem là đâu cái thầy là cho xem là cái hệ thống survey của thầy thế nào, mở ra lại để xem trong bộ thế là nó đủ thôi.
có nhiều ý kiến rằng là bây giờ các trường tự làm thì sao mà bộ giám sát. Thứ nhất là chúng tôi nghĩ rằng đây là cái trách nhiệm của từng trường, và từng trường làm cái tốt cho mình, đúng không? Thế còn trong trường mà cần thiết phải thẩm định lại thì các thầy cô phải cho lại cái minh chứng và ngày xưa đã khảo sát thế nào, bỏ máy ra các số liệu thống kê như thế, số người phản hồi như thế. Chứ không phải là chúng ta ví dụ như có 20.000 sinh viên tất cả, nhưng mà đấy chỉ có 1.000 sinh viên thôi thì kết quả nó sẽ khác hẳn. Ở đây phải mang tính đại diện, nên là tất cả những cái tỷ lệ về phản hồi, rồi cách đặt câu hỏi, cách đưa ra các cái phương án chọn này nó rất quan trọng. Đấy, vì vậy mà trong cái chuẩn bị này đưa ra yêu cầu như thế. Và báo tay cô là những cái survey bây giờ các trường sẽ làm, nhưng về sau ấy thì cũng có thể với cái ứng dụng công nghệ thông tin về sau, bộ cũng có thể sẽ có những cái tổ chức độc lập để hỗ trợ cái việc này để khảo sát độc lập. Tiếp tới là chính phủ số mà mỗi sinh viên mỗi người đều có định dạng VNeID mà, thế nên khảo sát toàn dân dễ lắm. Thế nên là với đối tượng với các em sinh viên ra trường thì rồi kết nối với bảo hiểm, bộ cũng có cái kết nối dữ liệu với bảo hiểm dân cư đầy đủ dữ liệu, thế cho nên là cái việc khảo sát độc lập cũng về sau cũng sẽ không phải là cái khó. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là nếu các trường mà tiến hành khảo sát, tự khảo sát và đánh giá thì đấy là chất là tốt cho các trường. Đấy, thì chúng tôi đặt vấn đề đấy. Mời các thầy cô các bạn. Cho tôi xin bổ sung ý kiến của thứ trưởng một chút là về cái thời hạn của mình nó rất gấp. Ngay trong học kỳ này khi các thầy cô kết thúc các môn học là bắt đầu đã phải khảo sát luôn. Bởi vì số liệu nếu chốt là 31 tháng 12 của năm nay nghĩa là chưa kịp kết thúc học kỳ tiếp theo. Do vậy mà lãnh đạo các nhà trường phải cần tổ chức các cái khảo sát này ngay trong cuối học kỳ này, nên là chúng ta kết thúc năm học này. Chính vì thế mà phải chỉ đạo rất quyết liệt.